quân đã giam khổ thành thiên vào buổi tối để gặp sáng ngày mai đánh kiều về Mông Cổ. Kiều, nếu em không về thì tên mã phu này sẽ chịu cực hình kinh kiếp nhân. Miêu tiểu có còn tương do cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê. Yêu
nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều, bà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong một mai giữa xa trường anh gục chân.